Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì buổi chiều hôm nay thì em có gom được một số loại hàng. Mình chơi bông hả anh chị? Đây là cây bông trang của mình nha. Thì nãy giờ em sắp xếp xong xuôi rồi, em cũng tưới đồ này cho nó hết trơn rồi. Thì em mới rảnh thì em mới quay lên được. Em báo giá tới cô chú bác anh chị gần xa ha. Rồi ổng gà em cũng bận một số công việc nên là em không có lên clip thường. Anh chị cũng thông cảm giùm em nha. Thì bữa nay em có một số cái loại mới ha. Thì đầu tiên thì em quay lên cho anh chị xem. Ở trên đây là cây trang đỏ lá kim. Đây, bông của nó đây nha anh chị, bông của nó gí gí giống như vậy nè, lá của nó thì rất là nhỏ luôn nè, đó, lá kim hay lá liễu đều là nó đó nha anh chị, đó, đỏ lá kim nha, bông của nó là màu đỏ nha anh chị. Thì cái chậu như vậy nè, giá của nó là 60.000 một chậu nha anh chị, giá 60.000 một chậu luôn. Thì bữa nay em cũng thay đổi cái giá một số mẫu bông trang cho anh chị dễ chơi hết ha. Thì em cái loại hồi trước giờ mà giá 60-70 đồ lộn xộn đó, thì hôm nay em sẽ đồng giá cho anh chị mình hết luôn là 60.000 cho nó dễ chơi nha anh chị đó. Thì bù qua sức lại thì 60 hết cho nó dễ luôn ha. Giá thì em sẽ bao ship cho anh chị mình là từ 4 chậu trở lên. Anh chị mà mua từ 4 chậu trở lên đó thì em bao ship cho anh chị mình. Còn anh chị mà mua dưới 4 chậu á, ví dụ như là anh chị mua 3 chậu, 2 chậu, 1 chậu, em vẫn có gửi hàng cho anh chị mình hết trơn luôn nha. Thì em gửi hàng toàn quốc luôn, thì anh chị chỉ cần trả phụ em 30.000 tiền ship là được. Còn anh chị mình mà mua trên 4 chậu á thì em sẽ bao ship cho anh chị mình luôn. Hàng thì em quay sao em gửi cho anh chị nó y chang như vậy ha. Cây thì bao cho anh chị kiểm tra hàng thoải mái hết. Ví dụ như là anh chị mình mà kiểm nó không có giống như cái hàng của em quay á thì anh chị cứ trả lại hàng cho em nha. Đó. Còn cái thời gian mà anh chị mình nhận hàng á thì em gửi hàng á thường á thì đi miền Bắc á thì khoảng 3-4 ngày, miền Trung thì 2-3 ngày, còn miền Nam của mình là 1-2 ngày tại vì em ở miền Nam nha anh chị. Đó, thì thời gian mà anh chị nhận hàng thì em ước chừng cho anh chị nha, thì có thể là nó sẽ trừ hao thêm 1-2 ngày do có thể người ta giao không kịp một kẹt xe á, tồn hàng nhiều quá nữa nha anh chị. Nhưng mà cây thì em bao cho anh chị là sống khỏe hết. Cây em gửi cho anh chị là nguyên cái chậu như vậy luôn nè. Đó, cái chậu tưới nước vô nó rất là nặng, nó khoảng 2 kg luôn nha anh chị. Thì 4 chậu thêm keo giấy quấn vô nữa thì nó ra khoảng 8-9 kg đó anh chị. Rất là nặng. Thì em bao cho anh chị cây mình sống khỏe hết luôn. Cây này là cây đỏ lá kim ha. Để lại cái mấy cây bông trang nè, em báo giá cụ thể cho anh chị mình luôn nè. Cây này đỏ lá kim, giá là 60.000. Ở đây em ngồi ở gần ở ngoài đường nên là xe nó chạy qua chạy lại nên nó hơi ồn xíu, anh chị thông cảm ha. Tiếp theo đây là cái trang sen đỏ lá nhỏ. Thì cái lô sen đỏ lá nhỏ đợt này nó rất là đẹp luôn nha anh chị. Cái lá nó rất tươi nè anh chị. Rất đẹp luôn ha. Nguyên cái lô luôn rất đẹp nè anh chị thấy không? Lá xanh thẳm hết trơn luôn. Còn cái đây là cái mặt hoa nó khi nó nở ra nè. Cây này là cây mẫu em để lại nó nở hoa ra cho anh chị xem nè. Thì sen đỏ lá nhỏ của mình khi nó nở ra nó giống như vậy đây anh chị. Cái cánh hoa của nó giống như là cái cánh hoa sen vậy đó ha. Nó rất là nhiều cánh luôn. Ở trên một cái bông như vậy nó có rất nhiều cánh hoa luôn. Thì giá của nó cũng là 60.000 luôn. Trong cái clip hôm nay thì những cái loại này chỉ 60.000 hết nha anh chị. Cái loại nào trên 60 em sẽ báo cho anh chị liền ha. Sen đỏ lá nhỏ khi nó nở ra nó như vậy. Đó anh chị. Thì cái tán bên đây cây này tán hơi nhỏ. Cái tán của cái lô em đang quay hôm nay nè, đó. Cây này là bự này nha anh chị. Cái lô này tán bự nè. Giá nó cũng là 60.000 luôn. Sen đỏ lá nhỏ nha anh chị. Còn đây là cái mặt bông mẫu em quay cho anh chị xem tham khảo đó. Khi mà nó nở ra nó sẽ như vậy ha. Rồi em đi dài dài tới đâu thì em quay tới đó ha. Ở bên đó thì em có là chuyện tàu lại thái màu vàng. Em để ở dưới đó nó hơi xa. Để em xuống em lụm một cây lên em quay mẫu cho anh chị. Anh chị xem ha. Đây, cây này cái tàu lại thái màu vàng này nha anh chị. Mới tưới nước nước nữa nè. Bông xum xơi luôn. Đây. Bông xum xơi như vậy hết trơn luôn. Giá nó là 60.000 một chậu nha anh chị. Em để xuống đất em quay cho anh chị xem ha. Đó. Giá 60.000 một chậu. Có hoa sẵn luôn. Đó. Cây này nó xuyên hoa nha. Còn bên đây là cây vàng nghệ nè anh chị. Đây là mặt hoa của cây vàng nghệ nè. Em che lại cho anh chị thấy cái màu nó đó. Màu hoa của nó là như vậy nha. Đó, màu vàng nghệ, rất là đẹp luôn. Thì vàng nghệ này là cái dòng lá nhỏ anh chị. Đây, vàng nghệ của nó đây. Búp chi chít hết trơn anh chị. Giá cũng là 60 luôn. Đó, một cái chậu vàng nghệ như vậy nè anh chị. 60.000 nha, đó anh chị thấy không? Búp chi chít hết trơn luôn. Rất là đều, rất là đẹp nha anh chị. Đây là cái trang vàng nghệ nha, vàng nghệ lá nhỏ. Giá là 60. Còn những cái mẫu bên đây là sen xưa nè, Mỹ Hồng nè. Để em đi lên phía trên em quay cho nó dễ, chỗ này nó dốc anh chị. Có cái dốc đi nó hơi khó. Đây, cái sen xưa, lô sen xưa này nó cực đẹp luôn anh chị ơi. Không có cách nào lấy ra, để em lấy ở ngoài đây trước. Đây, có một cây ở đây. Em lấy ngẫu nhiên nha anh chị.
cây nào nó cũng như cây nấy thôi. Đây là cây sen xưa nè, cái búp bông của cây sen xưa nè anh chị. Đó. Anh chị thấy không? Đây là cái búp bông của cây sen xưa. Thì sen xưa như vậy giá của 60 ngàn luôn nha anh chị. Đồng giá cho mình anh chị mình hết ha. Sen xưa 60 ngàn luôn. Hàng thì toàn bộ là hàng bụi nha anh chị ơi. Lá của nó quấn quấn nè, đây là cái búp của nó chứ không phải là nó nở đâu nha anh chị. Cái búp của sen xưa nó rất là bự. Đây. Nó có rụng một phần rồi. Kiến nó ăn anh chị. Sen xưa giá 60 ngàn một chậu. Tiếp theo ở bên đây thì cũng có cây này, cây vàng Pháp nè. Vàng Pháp thì mặt hoa của nó rất tươi. Đó. Cánh hoa của nó thì lớn. Thì vàng Pháp nó cũng là 60 ngàn một chậu luôn anh chị. Đây cây vàng Pháp nó như vậy đó anh chị. Đó. Cây vàng Pháp này cũng là 60 ngàn một chậu luôn nha. Còn đây là Mỹ Hồng nè. Mỹ Hồng thì đây có cái hoa đang nở nè. Hoa này nó nở, nói chung nó cũng muốn tàn. Chị ơi, cái màu quá đẹp đấy. Mỹ Hồng thì các anh chị biết rồi ha. Còn Mỹ Hồng thì cái bông của nó đây bự chành ảnh luôn. Anh chị mình nhìn chơi dễ búp bông rất bự nè anh chị. Chưa có nở lên nữa nè. Thì Mỹ Hồng cũng là 60 ngàn một chậu luôn nha anh chị. Đó. Thì Mỹ Hồng này nó có được con cốt luôn nè anh chị. Thì cây á, đa phần bụi thôi anh chị ơi. Có cây này nó không có con cốt. Không xum xơ hết trơn, tàn tật xum xơ hết trơn. Đây là cây trang Mỹ Hồng của mình nha anh chị. Giá là 60 ngàn ha. Tầm giá cho anh chị mình hết trơn luôn, cho anh chị mình dễ chơi nha. Đây, cây chân trắng lá chung nè. Trắng lá chung, cũng 60 ngàn luôn nha anh chị. Em để từ xa cho anh chị nhìn đó ha. Mấy cái dòng này nó xiên bông lắm nha anh chị. Về mình để trong chậu, về mình chơi cũng được. Hoặc là mình sang vào cái chậu mới thì nó màu lớn hơn ha. Trắng lá chung. Đây, tím sen lá nhỏ nè. Bữa nay cái hoa có hàng tím sen lá nhỏ mới nè ha. Tím sen nó nhỏ, bông búp chi chít nha anh chị. Màu hoa của nó đây. Tím sen nó đậm hơn hồng phấn nha. Cái tím sen này. Thì mấy cái hàng bông này nó cao trung bình là khoảng cỡ 3 tấc đổ lại hả anh chị ơi. Mấy cái nhỏ nhỏ này nó cao khoảng cỡ 2 tấc rưỡi hả. Đa phần người chị chỉ chú ý tới cái tàn tược của nó với lại cái bông của nó nhiều không, chứ không có ai để ý tới mấy cái chiều cao đâu nha anh chị. Cao thì chỉ có hàng mấy cái giống thôi. Còn cái nào anh chưa quay nữa không ta? À, còn cái hồng phấn lá chung nữa nè anh chị ơi. Giờ bữa nay chiều em không có sắp xếp kịp nên là có mấy mẫu, hiện về mấy mẫu nha. Đây hồng phấn lá chung nè, màu hoa của cái hồng phấn lá chung nè. Nó tròn lẫm như vậy luôn, nhìn rất cưng nha anh chị. Giá cũng là 60 ngàn một chậu luôn. Trang hồng phấn lá chung nha. Đi xích ở đây coi còn. À, ở đây phụng hoàng cam. Cái phụng hoàng cam này thì giá nó là 100 ngàn nha anh chị. Đây. Phụng hoàng cam nha. Nãy giờ cái tay em cầm xuống dưới phần nó dơ anh chị. Phụng hoàng cam nè. Thì cái phụng hoàng cam này 100 ngàn một cây, nó có mặt bông sẵn cho anh chị mình luôn. Bông của nó là nó có sọc giống như vậy. Cây của nó như vậy đây anh chị. Thấy xuống đường cho anh chị nhìn cho dễ nè. Đó. Cao của nó là nó hơn một gang tay của mình. Đây. Cây này phụng hoàng cam nha. Hoa thì bao cho anh chị luôn, nó có sẵn mặt hoa luôn. Thì cũng quần cam là 100 ngàn. Còn hầu như là trong cái clip hôm nay thì em quay có mấy loại đó thì em bổ đồng cho anh chị mình là giá 60 hết ha. Rất là dễ chơi luôn nha anh chị đó. Có nhiều loại nè, em để vô chung anh chị nhìn thấy nó đẹp nè ha. Anh chị muốn mua loại nào thì cứ alo trực tiếp với em, sẽ để số điện thoại trên một tiêu đề nha. Giá thì chỉ có 60 ngàn thôi, phí ship thì em bao cho anh chị mình từ 4 chậu ha. Còn anh chị nào mà muốn lấy số nhiều gì mà mình bán lại á thì cứ alo với em với anh chị sẽ thương lượng cái giá nó khác hợp lý hơn ha. Còn cái giá mà em bao ship bán lẻ đi á thì nói chung thì anh chị thường thì anh chị mua bên em cũng tầm 5-10 cây không à, thì giá là 60 ngàn một cây em bao ship cho anh chị mình luôn. Thì bao cho anh chị cây sống khỏe, bao cho anh chị cây có mặt qua hết đó. Anh chị nào mà chưa có gành dễ kỹ thuật chăm sóc á thì cứ alo cho em hướng dẫn cho anh chị ha, em chia sẻ cho anh chị, em biết bao nhiêu em chia sẻ cho anh chị mình bấy nhiêu. Thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em suốt từ hồi nãy tới giờ. Thì anh chị nào có yêu thích á, mình bấm đăng ký kênh ủng hộ em để mà khi em ra cái clip mới á, là anh chị sẽ thấy được liền, anh chị xem được liền ha, để mình tham khảo khi nào mà mình ưng cái dòng nào đó thì anh chị có thể mua liền. Anh chị cứ gọi cho em thì cái clip em sẽ để ngày trên cái clip luôn để anh chị mình tiện theo dõi nha. Ví dụ như là có thể cái clip này em quay đây mình có thể mấy tháng sau anh chị mới xem được, thì cây nó có thể nó khác rồi anh chị, nó trên lệch về thước tắc, về bông hết trơn rồi, nên em để cái ngày ở trên đó cho anh chị mình dễ nha. Rồi em chào tạm biệt anh chị nha, chúc anh chị xem video vui vẻ ha.